tháng 3 sinh nhật ông. Điều này không được ông nhắc đến trong bất cứ bài viết nào, như cách ông vẫn giấu mình theo cách khiêm nhường của một sĩ phu thời trước. Chỉ có bạn bè, bạn văn của ông biết và nhớ. Ngày sinh của ông trùng với ngày mất của một người bạn, nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Ông viết vĩnh biệt Nguyễn Đức Quang, bài viết đăng trong tuyển tập thơ văn Thư gửi bạn văn của ông. Có thể nói chắc rằng ở Việt Nam không có một thế hệ nào kém may mắn bằng thế hệ của những người ra đời trong những năm cuối của thập niên 30, bắc sang thập niên 50. Thế hệ này vừa ra đời thì đã phải chạm mặt ngay với hai cuộc chiến liên tiếp ở Đông Dương của những năm 50, rồi những năm 60 và 70. Họ lớn lên để tử trận nhiều nhất, quá bùa nhiều nhất và mồ côi nhiều nhất. Mồ côi trong cuộc chiến Đông Dương thứ nhất, tử trận và quá bùa trong cuộc chiến Đông Dương thứ hai. Trong đời sống với cái chết cận kề rình rập như lúc nào cũng sẵn sàng ghé vào thăm, người ta vẫn cần, hay có thể nói là rất cần đến âm nhạc. Âm nhạc để phổ về, an ủi, để khóc, để đau đớn cho những bất hạnh của thế hệ. Kháng chiến có âm nhạc của kháng chiến trên những chiếc banjo, những chiếc mandolin, những hạ uy cầm, tây ban cầm ở trên vai của những thanh niên thành phố lên đường đổ máu cho quê hương với những bản nhạc của Hoàng Quý, Việt Lang, Văn Cao, Hoàng Giác, Tử Phát. Quay quay thương nhớ quyến vào tơ, quay quay mây áo rét dân chàng, những ca khúc hết sức lãng mạn của thành thị. Từ chàng ra đi lưng khoác chiến y mà lòng vương bóng quốc kỳ, ai qua miền quê binh khói nhắn giúp rằng nơi xa xôi lờ lững đôi chim giang hồ bay, dưới ánh trăng mơ màng ngồi kề bên nhau nối tơ lòng của Ngọc Bích, của Nguyễn Thiện Tơ, của Đào Thừa Liệt. Cuộc chiến Đông Dương thứ nhất kết thúc với cảnh đất nước bị chia cắt. Thanh Bình tạm bợ ở với chúng ta vài ba năm thì lại một trận đao binh khác ập đến. Những khúc ca Thanh Bình của Lam Phương, Phạm Đình Chương, Văn Phụng, Nguyễn Văn Khánh bỗng thấy không còn hợp thời nữa. Thơ lãng mạn tiền chiến trở thành vô nghĩa, ngượng nghịu trên môi người đọc Lưu Trọng Lư, Huy Cận, Thế Lữ, Xuân Diệu. Tuổi trẻ Việt Nam lúc ấy thỉnh thoảng lắm mới tìm được một hai bài hát cho họ. Một buổi sáng mùa đông, một đứa bé ra đồng đạp trên mìn nổ chậm, chết không còn đôi chân. Về đây nghe em, về đây nghe em, mặc áo the đi guốc mộc, kể chuyện tình bằng lời ca dao. Họ hát để quên đi những ca khúc đầy bi thảm, chết chóc. Trực thăng sơn màu tan trắng, em ngại ngùng dạo phố mùa xuân. Viên đạn đồng đen, em sang ngang cho làm kỷ niệm.
không có mặt ở Việt Nam mấy năm. Đến lúc về nước thì tôi đã thấy có một phong trào nhạc đang lớn mạnh. Đó là phong trào du ca. Du là đi đây đó, du ca là vác đàn đi hát ở đây đó. Đây đó là những buổi lửa trại, là sân trường đại học, ở trường Văn Khoa, đường Nguyễn Trung Trực, ở Đại học Đà Lạt, ở trụ sở sinh viên Đại học Quốc tế, đường Duy Tân, Hồng Thập Tự. Nhạc khí là những chiếc guitar với những accord giản dị. Và giọng hát là những tiếng hát bằng tâm tình, bằng lòng thành, bằng tất cả tấm lòng cho cái quê hương đã có một thời ngạo nghễ ấy, cho giống dân mà gọi là vua đấu tranh. Đường Việt Nam ơi vô cùng vô tận, đường ngang tàng ngoài Việt Nam giữa Trường Sơn. Đường ngày qua đầy vết kinh hoàng, mỗi xóm làng một giờ gian. Đường ruộng ngô đền xóm dừa chờ cùng, đường ngông cuồng đường Trường Chinh vẫn xuôi dòng. Đường mồ hôi tràn đến lưng đồi, lúa yêu người hẹn về bước dòng chơi. Ai từng đi trên đường Việt Nam, bước âm thầm và tim nát tan. Bao lòng tham chất chứa đầy, những mưu đồ bảo ta đang ngăn lối. Nhưng càng mưa sông càng vươn tới, bước chân hùng còn đi dân hăng. Đi rừng lấy huy hoàng, sống ra vàng này là vua đấu tranh. Nguyễn Đức Quang viết những ca khúc như thế này: Đường Việt Nam ôi vô tận, đường ngang tàng ngoài biển Nam giữa Trường Sơn. Đường ngày qua đầy vết kinh hoàng, mỗi xóm làng một dở dang. Từ Nam Quan Cà Mau, từ non cao rừng sâu, gặp nhau do non nước xây cầu. Người thanh niên Việt Nam quay về với xóm làng, tiếng reo vui rộn ràng trong lòng. Gặp nhau do non nước xây cầu, cùng đi lay Trường Sơn, cùng đi xoay Hoành Sơn. Hay ta như nước dân dân tràn có bao giờ tàn, đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang. Lê sau bàn chân gông xiềng một thời xa xăm, đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loàng xoàng. Rồi lại ta còn những người ngồi quanh đây tráng in vết nhăn, đêm nằm nghe lòng quặn sôi lên giữa cơn chiến tranh. Ôi cùng đau thương, cùng hoang mang giữa khi khó khăn, xin chọn nơi này làm quê hương. Nguyễn Đức Quang như thế đấy, không đứng ngoài để đi hành quân làm lính cầu như Nguyễn Bắc Sơn, không một lời thù hận bên này hay bên kia. Nguyễn Đức Quang là tiếng hét nhân bản, là lời réo gọi của nguyên một thế hệ sắp bị mất đi những giá trị của một xã hội đang bốc cháy. Nguyễn Đức Quang không phòng trà não nuột, không tình ái bi thảm, không chính trị một chiều, không thù hận đằng đằng. Nguyễn Đức Quang đến với người nghe, và nhất là những người hát nhạc của ông, bằng tất cả chân tình của một thanh niên Việt. Sự quyến rũ của Nguyễn Đức Quang là ở đó. Đường thành thơi những ngày vui, đường Việt Nam mời những bước chân rời, sát nhau lại vì đường vẫn còn xa. Mấy chục năm đã qua, nhưng Nguyễn Đức Quang không bao giờ rời xa hẳn chúng ta. Vẫn còn có những buổi sáng, hai ba câu hát của chàng vẫn tiếp tục ám ảnh chúng ta. Và như thế, có nói là thế hệ này đã tìm được người phát ngôn thì cũng không sai. Nguyễn Đức Quang đã nói hộ cho chúng ta biết bao nhiêu điều mà chúng ta cứ loay hoay nói không được, và có nói cũng không hết. Nguyễn Đức Quang qua đời sáng hôm Chủ nhật, nhưng ông vẫn sống tiếp bằng âm nhạc của ông. Chừng nào mà quê hương Việt Nam còn ngạo nghễ,
chừng nào mà còn những người đi trên những nẻo đường Việt Nam chấp nhận đó là quê hương. Nguyễn Đức Quang, ông đang nằm đó. Nhưng chúng tôi biết, ông đang nghe chúng tôi. Ông sẽ còn nghe mãi những bản nhạc ông viết cho thế hệ này. Chúc ông thanh thản về cõi vĩnh hằng. Vĩnh biệt Quang. Bài Vĩnh biệt Nguyễn Đức Quang đã được nhà văn Bùi Bảo Trúc viết vào một tháng 3 khác, tháng 3 năm 2011, khi người bạn của ông qua đời. Qua bài viết, ông gửi đến bạn một lời chào vĩnh biệt, để rồi gần 6 năm sau, chắc họ đã lại gặp nhau, đâu đó lại là bạn văn, lại ngồi bên nhau hàn huyên thơ nhạc. Khác với một Bùi Bảo Trúc sắc sảo và quyết liệt trong những bài bình luận và phím luận về các vấn đề xã hội, Bùi Bảo Trúc trong những trang văn gửi bạn rất tình, rất nhẹ nhàng, đến cả nỗi đau rất lớn mà người đọc cũng chừng như cảm thấy là ông đang kìm giữ, như cố ghìm lại một tiếng nấc để nói trọn lời với bạn. Chúc ông thanh thản về cõi vĩnh hằng.